Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Căng đét, Phan Như Thảo bị vợ cũ của chồng đá xéo chuyện gì ghẻ, lập tức đáp trả gay gắt. Đã nhiều năm kể từ khi ông xã của Phan Như Thảo là đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy ly hôn, thế nhưng những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội của cả ba đều chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, Phan Như Thảo còn bức xúc tung loạt bằng chứng tố Ngọc Thúy dựng chuyện nhằm bôi nhọ danh dự của đại gia Đức An và cô lập kế hoạch hãm hại con của chồng. Cho đến mới đây, Ngọc Thúy còn có dòng trạng thái đầy ẩn ý, nhắc về chuyện dì ghẻ bạo hành bé gái đến mức tử vong và khẳng định trên đời không có chuyện vợ mới yêu thương vợ cũ. Cô viết, bởi nên mấy má chữa vợ cũ của chồng bằng đủ thể loại động vật trên đời, rồi còn dựng chuyện bắt cóc con để cho người ta đi tù, bớt cái miệng nhắc về con riêng của chồng kiểu như thánh nữ dì ghẻ tái thế, mong cứu rỗi đời con riêng của chồng đi nha. Trước hành động của siêu mẫu Ngọc Thúy, Phan Như Thảo liền đáp trả bằng dòng trạng thái dài trên trang cá nhân. Bà xã đại gia Đức An dùng hàng loạt lời lẽ tiêu cực nhằm đáp trả Ngọc Thúy, khẳng định cô không xứng chen chân vào cuộc sống của mình. Cuối bài viết, cựu người mẫu chốt lại, thế nên thay vì để tự che đi những nhơ nhớp trong quá khứ, thì hãy tự tu chỉnh đạo đức, sống cho tốt với cha mẹ mình và con mình đi, và đừng bao giờ động đến tôi vì tôi hiền, nhưng nếu ra đường gặp, cắn tôi vẫn tán cho vỡ mồm đấy, chứ tôi không có lén lút như chị đâu. Siêu mẫu Ngọc Thúy ẩn ý nói về câu chuyện bị ai đó tố hãm hại con, cho rằng dì ghẻ không bao giờ yêu thương con chồng. Phan Như Thảo dẫn lại bài viết của siêu mẫu Ngọc Thúy và đáp trả cực gắt. Siêu mẫu Ngọc Thúy từng kết hôn với đại gia Đức An và ly hôn trong ồn ào. Phan Như Thảo hiện đang có cuộc sống hạnh phúc với đại gia Đức An, thế nhưng những cuộc khẩu chiến giữa cô và siêu mẫu Ngọc Thúy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.